Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải. Tại hội nghị, 37 tập thể và 72 cá nhân xuất sắc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng. Đồng thời hội nghị cũng vinh danh 6 doanh nghiệp tiêu biểu trong đồng hành hưởng ứng chương trình này. Theo đánh giá, chương trình 1 triệu sáng kiến đã khép lại với nhiều thành công to lớn và ý nghĩa sâu sắc. Trong đó, Đồng Nai đứng thứ 6 trên 82 đơn vị công đoàn trong cả nước với trên 110.000 sáng kiến. Thưa quý vị, qua 2 năm thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19, toàn thể đoàn viên người lao động trong tỉnh Đồng Nai đã đồng lòng hưởng ứng và sôi nổi đưa Đồng Nai trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong chương trình này. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, chương trình 1 triệu sáng kiến đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia và tạo được sự lan tỏa rộng khắp. Theo đó, tính đến ngày kết thúc chương trình 1 tháng 9 2023, Đồng Nai có hơn 110.000 sáng kiến, kinh nghiệm được cập nhật trên hệ thống phần mềm trực tuyến, đạt gần gấp 2 lần so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, xếp thứ 6 trên 82 đơn vị trên cả nước, làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó có nhiều mô hình, sáng kiến và giá trị làm lợi về mặt kinh tế hàng tỷ đồng. Cái tinh thần mà cải tiến của công ty Changxin là luôn luôn là phát huy. Và nhưng mà qua cái đợt mà Tổng Liên đoàn Lao động phát đi 1 triệu cái cải tiến thì tất cả thành viên trong gia đình trong công ty Changxin thì càng nỗ lực hơn nữa để làm sao đưa ra những cái ý kiến tốt nhất có thể để mà theo cái phát động theo cái chương trình này và là giúp cho công ty là luôn luôn là phát triển hơn. Thì riêng bản thân thì là quản lý về khâu về kỹ thuật, về phối liệu, về làm cái xương gạch. Thì trong thời gian đó mình sẽ sử dụng tất cả những cái phế phẩm của cái phôi liệu đưa vào để giảm những cái nguyên liệu mình mua nhập khẩu về. Đó là một giá trị rất là cao. Thì giảm được chi phí là về khoản tiền cũng là tính về chi phí cũng là nhiều. Ghi nhận và cảm ơn sự vào cuộc tích cực của các cấp công đoàn Đồng Nai, sự chung tay đồng thuận của chủ doanh nghiệp và sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, sau 2 năm phát động, đến nay, chương trình 1 triệu sáng kiến đã khép lại với thành công to lớn, thu hút trên 829.000 công nhân viên chức lao động cả nước tham gia, thực hiện trên 2,4 triệu sáng kiến, làm lợi cho doanh nghiệp hơn 33.000 tỷ đồng. Đây là hành động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, là việc làm sáng tạo của tổ chức công đoàn trong thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ để phát triển kinh tế sau dịch bệnh. Trong thành công chung đó, lãnh đạo Tổng Liên đoàn đánh giá cao sự nỗ lực của Đồng Nai. Liên đoàn Đồng Nai là một trong những đơn vị có đóng góp đặc biệt quan trọng vào chương trình. Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đứng thứ 3 về đoàn viên công đoàn của cả nước. Nhiều sáng kiến trong tổ chức phong trào thi đua đã triển khai thực hiện và sự bứt phá ấy được kéo dài khi về đích chiếm vị trí thứ 6 của toàn quốc. Với hơn 110.000 sáng kiến, gấp gần 2 lần với kế hoạch đề ra và làm lợi 1.500 tỷ đồng. Sự bứt phá và kết quả chương trình 1 triệu sáng kiến của Liên đoàn Đồng Nai phản ánh chân thực về một địa phương luôn dành sự quan tâm sâu sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước cho công nhân viên chức lao động. Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Liên đoàn Lao động tỉnh đã khen thưởng cho 37 tập thể và 72 cá nhân xuất sắc trong thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Ngoài ra, 6 doanh nghiệp tiêu biểu trong đồng hành hưởng ứng chương trình này cũng đã được tuyên dương khen thưởng. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2023-2028.